Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trứng là một trong những thực phẩm vô cùng quen thuộc của con người được sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, thì những quan niệm khi sử dụng trứng lại không được hiểu rõ và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Liệu rằng bạn đã thực sự hiểu hết những công dụng của trứng cũng như là cách ăn trứng hay chưa? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Người có cholesterol cao có nên ăn trứng hay không? Trong một thời gian dài, những người có chỉ số cholesterol cao được khuyến cáo không nên ăn trứng vì lòng đỏ chứa nhiều chất béo và cholesterol. Nhưng điều này là không hoàn toàn đúng vì không phải tất cả các chất béo đều làm tăng cholesterol xấu trong máu. Điều này có nghĩa là bạn không nên cắt bỏ trứng hoàn toàn khỏi thực đơn ăn uống và có thể tiêu thụ 3 quả trứng trên một tuần. Đồng thời, đảm bảo không ăn quá nhiều trứng trong một ngày. Không nên ăn lòng đỏ nếu muốn giảm cân. Một số người không ăn lòng đỏ vì họ sợ bị béo. Nhưng quan niệm này không đúng. Thực tế là lòng đỏ trứng chứa protein và các chất hữu ích khác như vitamin D, giúp góp phần hấp thụ canxi. Trứng cũng chứa choline đảm bảo chức năng gan tốt, trứng sống lành mạnh hơn trứng luộc. Một số người ăn trứng sống để phát triển cơ bắp, cải thiện giọng nói hoặc giảm axit dạ dày. Tuy nhiên, việc ăn trứng sống không hề an toàn vì tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh Salmonella. Không những thế, lòng trắng trứng sống khiến việc hấp thụ vitamin B7 bị hạn chế, chỉ có trứng trắng hoặc nâu. Đây cũng là quan niệm không đúng, trứng gà có nhiều màu khác nhau. Nhưng chúng ta thường chỉ biết trứng trắng và nâu vì chúng phổ biến nhất, màu sắc của vỏ trứng phụ thuộc vào gà. Giống gà Lê Hôn có trứng trắng và gà Rohi Island có trứng nâu. Một số giống như gà Araucana, Americana và những loài khác có trứng màu xanh. Trứng nâu tốt hơn trứng trắng. Chúng ta thường nghe nói rằng các sản phẩm màu nâu hoặc đen tốt cho sức khỏe hơn các sản phẩm màu trắng, ví dụ bánh mì hoặc đường. Nhưng điều này không đúng khi áp dụng với trứng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng nâu và trứng trắng có dinh dưỡng gần giống nhau. Màu của lòng đỏ quyết định chất lượng trứng. Thoạt nghe điều này có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế màu sắc của lòng đỏ phụ thuộc vào chế độ ăn của gà. Gà càng có nhiều carotenoid thì lòng đỏ càng đậm màu. Ngô, cỏ linh lăng, cây tầm ma và một số loại cây khác là thức ăn của gà khiến cho lòng đỏ sáng hơn. Phụ nữ có thai không nên ăn trứng. Nhiều bà mẹ dì tai nhau rằng nếu ăn trứng khi mang bầu thì con sinh ra dễ bị dị ứng, nhưng điều này không đúng. Trứng rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và axit amin. Vì thế, nên nó rất tốt cho phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 1 tuổi không nên ăn trứng. Điều này là hoàn toàn không chính xác. Việc cho trẻ dưới 1 tuổi ăn trứng không ảnh hưởng đến sức khỏe và trứng dị ứng chỉ 2% trẻ bị dị ứng với loại thực phẩm này. Cha mẹ có thể cho bé ăn trứng từ 7 tháng tuổi trở lên và cho chúng bắt đầu ăn chỉ với 2 thìa nhỏ, rồi sau đó quan sát xem con có phản ứng gì không. Nếu bé không có phản ứng lạ sau 4 ngày, thì chứng tỏ chúng không bị dị ứng, nên lưu trữ trứng ở cánh tủ lạnh. Hầu như tất cả các tủ lạnh đều có một chiếc kệ để lưu trữ trứng. Nhưng bạn không nên để thực phẩm này ở đây. Trứng nên được bảo quản tốt nhất ở nơi nhiệt độ được duy trì. Cánh cửa tủ lạnh là nơi ấm nhất và nhiệt độ luôn thay đổi, nên không thể giữ trứng tươi lâu. Lòng trắng trứng giúp giảm nếp nhăn. Trứng chứa rất nhiều protein, vitamin E và B và biotin. Sự thiếu hụt các chất này làm cho móng và tóc yếu đi, da nhăn nheo. Và ta chỉ có thể cải thiện tình trạng này bằng cách ăn trứng, chứ không phải là đắp mặt. Vâng, đó là những sai lầm mà chúng ta vẫn thường mắc phải khi ăn trứng. Vậy trứng có những công dụng tuyệt vời như thế nào? Thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip. Xây dựng màng tế bào khỏe mạnh. Đây là một trong những tác dụng trứng mang lại cho cơ thể mà ít người biết đến. Trứng là nguồn choline tuyệt vời. Đây là chất cực kỳ quan trọng và thường được nhóm với các vitamin B, được sử dụng để xây dựng màng tế bào và có vai trò tạo ra các phân tử tín hiệu trong não, cùng với các chức năng khác, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Kết quả cho thấy những ai ăn trứng mỗi ngày giảm 26% nguy cơ bị đột quỵ xuất huyết. Ngoài ra, những người ăn trứng giảm được 28% nguy cơ tử vong vì loại đột quỵ này. Nhóm ăn trứng cũng giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim, thiếu máu cục bộ, có lợi cho sức khỏe của mắt. Lutein và zeaxanthin có trong trứng là những chất chống oxy hóa có lợi ích lớn cho sức khỏe của mắt. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ đủ lượng chất dinh dưỡng này
có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, hai chứng rối loạn mắt rất phổ biến. Bên cạnh đó, trứng cũng chứa nhiều vitamin A rất tốt cho sức khỏe. Giảm cân, kết hợp chế độ ăn ít calo và ăn trứng gà vào bữa sáng sẽ giúp quá trình giảm cân tăng lên hiệu quả gấp đôi. Hơn nữa, một bữa ăn sáng với trứng sẽ giúp bạn no lâu hơn, có đủ năng lượng cho một ngày làm việc và giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong một ngày, tăng sức đề kháng. Tác dụng của trứng gà ngâm mật ong cần thiết cho người có sức khỏe kém, suy nhược cơ thể, dễ mệt mỏi. Một số lưu ý nhỏ khi ăn trứng. Ăn trứng đã nấu chín kỹ, trứng nửa sống nửa chín sẽ khó tiêu hóa và có thể chứa các mầm bệnh. Tác dụng của trứng gà luộc chín tới sẽ là tốt nhất cho sức khỏe, không nên ăn quá nhiều. Với trẻ từ 0 cho đến 6 tháng tuổi, chỉ nên ăn 1/2 trứng gà một bữa và ăn 1 đến 2 lần trong một tuần. Với trẻ em từ 1 đến 2 tuổi, nên ăn 2 quả trên một tuần. Trẻ 2 tuổi trở lên có thể ăn 3 quả trên một tuần. Người lớn chỉ nên ăn 3 cho đến 4 quả trong tuần, không ngâm nước lạnh. Khi luộc trứng xong không nên ngâm nước, có thể khiến vi khuẩn xâm nhập ngược vào trong trứng. Vâng, trứng thì được sử dụng hàng ngày và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây thì quý vị sẽ cân nhắc hơn trong việc sử dụng trứng cũng như là sử dụng trứng làm sao cho an toàn nhất có thể. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!